Quay Alpha 100 màu trắng nha anh em. Quang sẽ chạy thử một vòng cho anh em tham khảo nha. Chiếc này thì máy zin, máy zin đầu lòng zin anh em, đi cực kỳ nhẹ, chắc hơi, không hú không thối. Rồi Quang sẽ chạy thử một đoạn cho anh em tham khảo. Quang xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Quang Xe Máy nha anh em. Thì hôm nay tết nhất bằng gọn, Quang không có quay video cho anh em. Hôm nay thì bắt đầu bước sang năm mới rồi. Thì Quang bắt đầu tiếp tục trở lại công việc quay clip cho mọi người xem nha mọi người. Đây, thì trước mắt anh em đây là chiếc Quay Alpha. Quay Alpha 100, hàng bỏ mẫu nha anh em. Cái dòng này nè, nó cũng còn rất là thịnh hành, được nhiều anh em rất là chuộng nha mọi người, chuộng hơn 110 nữa. Với lại xe được cái màu trắng rất đẹp nha anh em. Máy im zin, máy đang nổi nha mọi người, chắc hơi, đi đầm nhẹ. Đầu tiên Quang sẽ đi một vòng chiếc xe này cho anh em khảo nha. Đây, tổng thể dán xe rất là gọn nha anh em. Đây. Thì cả nhà xem video, nếu mà chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh ủng hộ cho Quang nha. Cho Quang xin một like để mà có thêm động lực làm video nha mọi người. Rất cảm ơn anh em. Máy thì thầm luôn. Tiến bộ rất là hay nha anh em. Rồi là còn cỏ lấp cốc luôn nè. Sinh con là gan đẹp luôn nè. Dàn áo đẹp tiền lạc nha. Và sẽ quay chi tiết cho anh em xem. Dàn cam cũng ok nha mọi người, Gucci nha. Không có một mọt hay đâu nè. Biểu tượng công tắc cũng còn đẹp nè.
màu trắng nhìn chạy trên lộ cũng khá là hay cho anh em. Màu này cũng hơi khó kiếm đó mọi người, nhiều anh em nhận qua màu trắng. Mà hôm nay thì Quang mới mua được chiếc xe màu trắng này nha anh em. Máy im lắm, anh em lên chạy là thích liền. Thôi nè, bông 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 luôn. Không khú không khói nha anh em. Nhìn cầm sao đây, ok luôn. Oxy luôn nha anh em. Thôi Quang sẽ chạy thử một đoạn ngắn cho cả nhà mình xem nha. Để cuối clip đi, Quang sẽ chạy xong kết thúc clip luôn. Đèn nè. Anh em thấy dòng 100 này quen thao 100 thế nào mọi người? Cũng rất dễ thương nha. Cái bô hay hơn đời 110 giờ vậy lắm. 110 giờ bô người chất quốc à. Để nhiều anh em nhờ quay đầu lại kiếm mấy mẫu này anh em. Chỗ này lại nó bị lát một lỗ, vừa qua lấy sơn đen luôn rồi tạch nè. Cho liền. Mình tem này nè. Không có khười, không có khờn tem luôn nha, đẹp nha. Đúng đây. Đẹp luôn nha mọi người. Để qua xem còn cái gì quay được cho anh em không. Cái dầm xe này cũng không có gì quay đâu nè. Quan trọng mình coi chắc xe ok lọt mắt hay không thôi, máy ghi hay không thôi. Về phần giá thì Quang để ngoài tựa đề luôn á anh em. Xem video thế ngoài tiêu đề video Quang có ghi luôn á. Cái dòng này anh em đi nó được giữ giá, giữ dáng, nó bền, nó im nữa. Rồi chắc Quang xin tạm dừng video đây nha nè. Rất cảm ơn em đã quan tâm và theo dõi video nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo ạ. Bye bye. Tìm đối diện tòa án nha mọi người. Tòa án Nguyễn Tiểu Cần.